Dạ vâng, Nokia xin kính chào tất cả quý cô bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa một cái chiếc sạc dự phòng. Thì như các bạn đã biết thì đối với chúng ta bây giờ thì sạc dự phòng nó quá gọi là thông dụng rồi, hầu như bạn nào cũng có một chiếc. Tuy nhiên thì sau khi thời gian sử dụng thì các bạn sẽ thường gặp phải cái trường hợp đó chính là sạc điện thoại pin từ sạc dự phòng không vào điện thoại. Các bạn sẽ loại trừ cái vấn đề là hỏng do dây nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ nói về vấn đề hỏng do sạc. Thì cái hiện tượng ở cái sạc này thì mình mua ở Thế Giới Di Động với giá 450.000 một năm rồi, với dung lượng là 10.000 mAh, thì mỗi quả pin này với dung lượng là 2.500 mAh thì nó sẽ là 10.000 mAh, thì đánh giá cũng khá là tốt các bạn nhé. Từ vỏ đến chất lượng pin thì cầm khá là nặng. Thì nó hiện nay nó đang mắc một cái chứng bệnh, đó chính là cái chân sạc của nó có một chân ở 2A, cổng 2A thì nó bị lỏng, dẫn đến là khi sạc pin nó bị chập chờn lúc lên lúc nhận lúc không ấy. Đây thì các bạn nhìn thấy cái mạch của nó khá là bé thôi, nó rất là đơn giản thôi, nó cũng không có gì nhiều cả. Các bạn có thể mua tự làm cũng được, tuy nhiên thì mình mua luôn vì cho nó đảm bảo, cho nó đồng bộ mạch. Đấy, có một cái dây nguồn là dây màu đỏ này, nó sẽ nối vào cái đầu dương, và một cái dây đen này thì nó sẽ nối vào cái đầu âm của cục pin. Bây giờ thì mình sẽ cắm cho các bạn xem cái hiện tượng cổng ở 2A này thì nó hay rất hay bị chập chờn lúc nhận lúc không. Đây, bây giờ mình cắm vào phát nhận này. Tuy nhiên là có những chỉ cần lung lay một tí hoặc là các bạn để xê dịch một tí là nó lúc nhận lúc không. Còn cái cổng bên 1.5A này thì nó nhận ngay. Nó cắm phát một nhận ngay. Các bạn nếu mà có nghe thì tinh tinh của nó nhận sạc hay không thì các bạn biết ngay. Đây các bạn nhìn thấy không? Đó, cái vạch pin là báo xanh này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ rút ra và mình sẽ cho các bạn xem là tại sao mình lại nói là cái cổng 2A nó bị lung lay. Đây thì mình, các bạn chỉ cần đưa cái ngón móng tay các bạn hơi quẹt quẹt qua thì thấy cái nó lung lay như cái răng ông bà lão ấy. Đó, lung lay rất là ghê. Còn cái chân ở cổng 1.5A thì nó vẫn còn rất là cứng cáp. Thì với những cái hiện tượng này thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp chập chờn. Và chập chờn là do cái nguyên nhân, đó là các bạn sẽ biết là nó ở cái chân UB này thì nó có 4 cái chân tiếp xúc với mạch. Thì hiện tại mình nhìn sơ qua thì nó bị đứt hai cái chân ở phía bên ngoài. Đó, hai bên như thế này. Máy ảnh hơi mờ nên các bạn thông cảm. Thì đại khái là cái mạch này nó có 4 chân cắm vào UB, thì nó bị đứt mất hai cái chân ở bên ngoài. Thì bây giờ mình sẽ đi tiến hành đi hàn nó vào các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần đi hàn hai cái chân này thôi. Đó, hai cái chân, các chân bên này thì nó vẫn rất là chắc chắn, nó không bị cái hiện tượng đó là bị đứt gãy. Thì chúng ta chỉ cần đi sửa ở cái chân bên này thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi hàn vào các bạn nhé. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cái thao tác đó là hàn ở hai cái chân ngoài của cổng UB mà mình vừa nói với các bạn là nó đã bị gãy, đứt. Nó không ăn liền với mạch, khi chúng ta lung lay cái cổng cho nó UB thì nó lúc được lúc không ấy. Thì bây giờ thì các bạn sẽ chỉ hàn hai cái đó thôi là được, sẽ hết cái hiện tượng nó còn chập chờn ấy. Thì các bạn nhìn thấy ở đây thì mình đã hàn hai cái chấm thiếc vào hai cái chân bên ngoài cùng của cổng UB. Thì các bạn nhìn thấy nó to đùng đấy ạ. Và khi chúng ta thử cua qua cái cổng ở đen đằng trước ấy thì nó không còn hiện tượng lung lay nữa. Tuy nhiên thì cái cổng 2A này thì nó bị mất một cái chốt đen, giống như bên cái cổng 1A 1.5A này thì nó có một chốt đen ăn ở cá vào đây. Và cái cổng 2A này thì nó đã bị gãy ấy. Thì chúng ta sẽ khắc phục bằng cái việc là mình sẽ bôi cái keo nến vào hai cái cổng chân cổng đằng sau này, thì với mục đích là để cho nó chắc chắn hơn. Đó là khi mà chúng ta cắm sạc rút ra rút vào thì nó sẽ đỡ được cái hiện tượng là nó lung lay ở cái mức cái chân ấy thì nó sẽ bị gãy, thì dẫn đến là các bạn sẽ phải tháo ra sửa lại một lần nữa thì nó sẽ khó khăn hơn. Ở đây thì cái hiện tượng là cái mạch này nó đang bị gãy hai cái chân thôi, thì chúng ta sẽ sửa rất đơn giản. Nếu như nó gãy cả bốn cái chân thì các bạn hàn thì rất là khó.
Đấy, bây giờ thì cái keo đã nóng thì mình sẽ bôi keo vào hai cái chân cộng sau này. Cái keo nến thì các bạn bôi vô tư thôi, không có vấn đề gì cả, nó càng thêm chắc chắn thôi, còn nó không ảnh hưởng gì cái vấn đề sạc của các bạn. Tức là khi chúng ta bôi thì bôi nó gọn gàng một chút, để khi cái thao tác lắp là nó không bị kênh bị vênh lên so với cái vỏ của nó. Mình sẽ bôi thì tục cả cái cọc bên cộng 1.5 này để phòng cái hiện tượng là nó bị lung lay giống như bên cộng 2A các bạn nhé. Đó, các bạn cứ bôi thôi. Mỏ hàn thì mua 100 cái sụp mặt keo này thì mua 30, còn mỗi cái thanh keo loại nhỏ này thì chỉ 2.500 một thanh, thì nó có rất là khá nhiều tiện ích để cho các bạn sửa chữa đồ tại nhà đối với những cái lỗi nhỏ không cần phải đem ra thợ. Bây giờ thì mình đã bôi xong rồi, thì các bạn thấy nó đã kiện được keo đông cứng rồi, và bây giờ mình sẽ lung lay thử thì nó khá là chắc chắn rồi các bạn nhé, vì mình vừa hàn lại hai cái chân của nó và bôi cái keo nến này vào thì nó khá là chắc chắn. Bây giờ thì mình sẽ cắm thử cái sạc vào để xem nó có còn cái hiện tượng mà chập chờn hay không. Thì thao tác là chúng ta sẽ cắm cái một cái đầu sạc này vào sạc cục sạc dự phòng, và một đầu mình sẽ cắm vào điện thoại iPhone. Thì các bạn thấy không, phát một ăn luôn, không còn cái hiện tượng mà bị chập chờn nữa. Bây giờ mình sẽ rút ra, mình sẽ cặp lại. Thì các bạn nhìn thấy đấy, cắm cái nào thì nó nhận luôn cái đó, không còn cái hiện tượng mà bị chập chờn nữa. Bây giờ mình sẽ cắm tiếp tục sang cổng 1.5A. Đó, các bạn thấy không ạ? Phát một ăn luôn, không còn cái hiện tượng đó nữa. Thì đây là một cái cách khá là đơn giản để các bạn có thể sửa và dụng lại cái sạc dự phòng mà của các bạn, đỡ cho các bạn một khoản tiền khá là lớn. Thì trên đây và ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cách sửa sạc dự phòng tại nhà. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.